Anh chị đang xem cái cảnh mà xịt nước rửa cái cân heo điện tử cảm biến trên đó chị. Đây là dòng cân heo cảm biến trên, cân được 4 con heo thịt và dĩ nhiên là cân heo nái ha. Và với cái dòng cân heo cảm biến trên này chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta xịt rửa thoải mái để giúp cho cái cân nó bền hơn, nó sạch sẽ hơn sau khi sử dụng. Nhưng mà với dòng cân heo cảm biến dưới thì anh chị sẽ không can đảm làm như thế này đâu anh chị ha. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái mẫu cân heo cảm biến trên này nó hợp lý quá, nó đúng với mục đích sử dụng của mình quá và mình cần mua nó, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì cân tự gia phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng đến anh chị. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử cảm biến trên, thì anh chị đừng quên bấm vào nút like hay nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ cân tự gia phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân tự anh chị nha. Một lần nữa kênh Tự Gia Phát cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.